Chào các bạn nha, bây giờ các bạn chờ tôi chút. Tôi giao hàng, tôi vô bưu điện tôi giao hàng xong rồi. Tôi sẽ có cái đề tài vô cùng hấp dẫn liên quan đến bão lụt miền Bắc. Thôi bây giờ mình lo làm việc đã nha. Tôi chỉ bỏ vô phía trong này thôi. Rồi bà chủ có nhiệm vụ là phải giao dịch với nhân viên. Bây giờ chia việc ra nha, tôi bận làm đề tài. Chờ chút các bạn nha. Bão lụt miền Bắc nha các bạn. Đây là những cái hàng là khách hàng mua thử này, ít thôi. Nhưng mà còn mấy hộp trong đó nữa. Mình mở cửa ra nha. Bây giờ mình tập kết ở đây. Cái thùng này là những khách hàng mà người ta mua thử. Đây và sau đây là những khách hàng người ta quay lại các bạn. Thùng rất là to. Đây nè, thùng to ghê chưa? Trời ơi là trời, nặng tích đi. Nhưng mà tôi cố gắng tôi bưng vào bao thùng cho nó lạ. Này. Chơi luôn 3 thùng nha. Mới ăn xăm xong cho nên mạnh lắm. Tôi giao hết cái hàng này rồi để bà chủ vô bà làm việc cho tôi làm đề tài. Tôi sẽ thông tin cho các bạn tại sao cái cầu Châu Phong nó sập. Và sắp tới đây ấy, là miền Bắc sẽ hứng chịu một cái trận lụt khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử. Tại sao như vậy? Từ từ sẽ rõ. Bây giờ làm việc ở đây. Cửa ra. Đây. Hello. Tôi chào các bà bưu điện mà ngồi chờ sẵn. Đây còn 2 thùng lớn nữa. Rồi. Giờ tôi chúc nha các bác. Thế. Hello, cảm ơn các bạn đã tiếp tục theo dõi cái chương trình của Phiêu Đồng. Bây giờ tôi đang ngồi trong xe các bạn. Tôi giao đồ trong bưu điện rồi. Vụ tôi ngày hôm nay là tôi giao đồ trong bưu điện. Và nhiệm vụ bà chủ là phải tới làm việc với nhân viên bưu điện để mà gửi hàng cho khách hàng. Còn tôi có một nhiệm vụ cao cả là tôi làm video chứ không phải live stream nha. đây em có internet các bạn. Tôi có nhiệm vụ làm live stream, tôi thông báo cho các bạn một cái tin vô cùng chấn động. Mà tuy rằng cái sự việc nó xảy ra cũng không lâu lắm, nhưng mà nó còn rất nóng hổi. Và đâu là nguyên nhân vì sao sập cái cầu ở miền Bắc, tỉnh Phú Thọ. ghê lắm các bạn nha. Ghê lắm. Đó là một cái cầu tên là Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ. Nó đổ sập các bạn vào đúng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9 năm 2024. Cách nãy có mấy ngày đúng không? Và trước khi tôi nói lý do nó sập á, thì tôi nói qua cái lịch sử của cái cầu Châu Phong này, tóm tắt để các bạn biết. Cái cầu Châu Phong này là bắc qua sông Hồng. Các bạn biết sông Hồng là một cái sông rất là lớn mà chảy từ coi như là Trung Quốc, nó chảy về Việt Nam. Ở phía bắc này được cái sông Hồng này là lớn nhất các bạn. Cái cầu này nó bắc qua sông Hồng mà trên quốc lộ là 32C nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Và các bạn biết là nó bị sập. Tôi quay cái video rồi đó các bạn. Tôi quay phía bên nào không biết nữa. Người ta quay là có một cái bà phụ nữ bà đi xe máy vừa tới cái cầu một cái các bạn, là cái xe tải phía đằng trước nó sập thế này các bạn, nó sập cái xe tải nó lọt xuống luôn. Và cũng may là người phụ nữ này dừng lại, và phía sau người phụ nữ là rất là nhiều xe máy có, xe hơi có, và chỉ vài phút sau thôi là người ta tới, người ta càng ngập luôn. Đó là tôi quay phía đầu bên này nha, còn đầu bên kia là tôi không có được xem. Và thống kê lại khá nhiều người chết các bạn, rất là tội nghiệp. Đó là cái video mà tôi quay để các bạn. Thì người ta thống kê lại
À, mà các bạn biết cộng sản thống kê mà bây giờ người ta làm sót hết trơn, chết nhiều mà người ta bảo là chết ít, thì người ta nói là theo thống kê sơ bộ hay thống kê mà có sơ bộ nữa các bạn, tôi đang đọc báo đảng nha, thì cái sự cố này khiến 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người rơi xuống sông. Và trong lúc đó thì lực lượng chức năng đã cứu được 3 người. Như vậy là theo thống kê sơ bộ, 10 người chết nước. Có thể là sập cầu coi như là sắt đè chết luôn. Đó là theo thống kê sơ bộ các bạn nhé. Còn còn thống kê mà đầy đủ bộ thì chưa biết. Thống kê mà phải sơ bộ nữa, bao nhiêu người chết mình phải biết liền chứ. Mà hiện nay cứu được 3 người các bạn, và theo thống kê sơ bộ là 10 người chết. Đó là sơ bộ nha, có thể cái số người nhiều hơn mà họ không có biết các bạn. Thì sau đây tôi sẽ lược qua cái lịch sử cái cầu này như thế nào, rồi rồi tôi sẽ nói lý do các bạn. À, cái cầu Châu Phong này á, của tỉnh Phú Thọ các bạn, tuổi thọ của nó chỉ có 29 năm. Chỉ có 29 năm thôi, và nó được xây dựng từ tháng 7 năm 1995. Tuổi thọ chỉ có 29 năm mà nó là sập rồi các bạn. Nếu các bạn nào quay video tự nhiên nó sập rồi đó, tôi thấy cái xe tải nó lộn nhào xuống luôn, còn phía bên kia tôi cũng được thấy. Như vậy là tuổi thọ của nó tính đến thời điểm bây giờ là tháng 9 năm 2024, được 29 năm. 29 năm mà sập mẹ rồi, trong khi mấy cái cầu Mỹ, cầu Pháp người ta xây sập đâu. Ngay cả cái cầu Long Biên Hà Nội đó kia, thời Pháp thuộc bây giờ người ta vẫn còn đấy kìa, mới xây 29 năm mà sập mẹ rồi. Sẽ có lý do các bạn. À, cầu Châu Phong này được xây dựng theo công nghệ cũ trời là trời, với kết cấu là dàn thép và bê tông cốt thép theo công nghệ cũ, mới 29 năm mình xây công nghệ cũ, với cái hệ thống là bê tông cốt thép giữ ứng lực. Quy mô của họ nói là vĩnh cửu mà 29 năm nó sập rồi. Tải trọng thiết kế là người ta nói là H18 X60, đó là về mặt kỹ thuật các bạn, không còn quan tâm cái chuyện này. À, trọng tải người đi là 0,3 tấn trên 1 m². À, được chưa? Và cái cầu này có chiều dài là 375,36 m. Khổ cầu là phần đường xe chạy là 7 m. Lề đường mỗi bên là 1 m. Bê tông mặt cầu là 9 m rưỡi. À, đó là tôi nói qua cái cầu như vậy các bạn. À, thì các bạn thấy là rõ ràng cái cầu này á, tuổi đời còn rất trẻ, mới có 29 năm. 29 năm là trẻ, tại vì tôi thấy những cái cầu Mỹ người ta xây nha, à, từ 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 đó đến nay bao nhiêu rồi, nếu mà tính từ năm 75 là 50 năm rồi, mà trước đó nữa à, thì còn 10 20 năm nữa, 70 năm bao thua. Còn các bạn quay cầu Long Biên Hà Nội kìa, từ Pháp đến giờ bây giờ bảo có ngay gì đâu, mà cầu này mới 29 năm tuổi trẻ như vậy mà quẹo cháu rồi. À, nhưng mà theo thiết kế là cầu này là vĩnh cửu, vĩnh cái ông nội tôi mẹ mới 29 năm quẹo cháu mẹ rồi vĩnh gì mà vĩnh. Từ hồi đó đến giờ cầu Châu Phong đã xuống cấp rất trầm trọng, và theo ghi nhận báo cáo ở Phú Thọ thì đã sửa chữa được có 3 lần. Trời ơi, đúng là cộng sản làm có khác. 29 năm mà sửa chữa 3 lần, mất có 3 lần. Và trước đây các bạn, người ta sửa chữa vào năm 2013 và 2019 đều cho kết quả là gì? Đạt tiêu chuẩn về trọng tải. À, ghê chưa? Cứ đưa tiền đưa bạc qua đạt tiêu chuẩn thôi. Và bây giờ là đạt tiêu chuẩn rồi đó, nó ngụm nữa các bạn. Và tất nhiên các bạn, tất nhiên cộng sản người ta giải thích ấy, là do mưa gió to quá nó chịu không được nó sập, đó là cộng sản người ta giải thích, và tôi cũng không cần là phải đọc cho các bạn nghe làm gì. Người ta đổ lỗi cho thiên nhiên, người ta đổ lỗi cho thiên nhiên các bạn, nhưng mà thực tế như thế nào các bạn, tôi có xem một cái video, rất tiếc là tôi không có đưa cái video lên đây được, tại vì tôi sợ đánh bản quyền các bạn. Bây giờ tụi này nó chờ tôi đưa lên nó cút bản quyền các bạn, là dân người ta quay những cái thước phim các bạn. Trước đó rất là nhiều năm rồi, người có những cái xe xây dựng, người ta tới gần cái cầu, người ta đào dưới đất á, để người ta lấy cát người ta về xây dựng các bạn. Và đã nhiều năm rồi, các bạn có tưởng tượng cái cầu người ta vậy mà khai thác cát, mà đào đào cát ở dưới móng các bạn, mẹ thì còn đâu nữa là cầu. Cả hai bên cầu người ta đều khai thác cát, người ta đào 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 thế này này, không hiểu được. Đào cát lên để xây dựng nhà, xây dựng cửa.
thì làm sao mà cầu chịu được, đào từ năm này qua năm kia thì nó sập đống đâu gì nữa, nó không sập cái mùa bão này thì nó sập cái mùa bão khác. Đó là nguyên nhân chính các bạn, và đó là nguyên nhân có thể nói là chính nhất. Còn ngoài ra cái chuyện mà cầu xây tập nhám, cầu xây giống như thờ mã, giống như là cầu mà cầu giấy vậy đó, giống như xây hàng mã vậy đó, thì mình khỏi phải bàn đi. 19 năm chứ mấy. Như vậy nguyên nhân chính là các bạn là do người ta khai thác cát bừa bãi, người ta đào 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 ngay chân cầu luôn, và đã rất nhiều năm rồi. Vấn đề ở chỗ là tại sao các công ty xây dựng này người ta tới người ta đào bới, người ta lấy cát như vậy mà chính quyền vẫn cho phép? Đơn giản là họ đưa tiền đưa bao cả đào thôi, họ không nghĩ cái hậu quả các bạn. Tôi không hiểu được cái dân đấy nó lạ lùng, đưa tiền nó cho làm hết, đào đào mãi là nhiều khi không có bão nào sập nữa, đào mãi là tự nhiên nó sập thôi. Tôi hỏi cái cầu mà nó có mấy cái chân cầu mà cái đào khang, cái đào lấy cát khang mà nó sập đúng đôi gì nữa, trước sau gì không sập, mà họ biết là cái hậu quả là cầu sẽ sập nhưng mà họ vẫn đào. Những cái công ty xây dựng người ta lấy cát người ta vẫn đào, và nhà chức trách người ta vẫn cho phép để đào. Người ta mặc sát cái hậu quả, người ta mặc sát cái cầu này xây dựng bao nhiêu trăm tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ, người ta mặc sát những người đi trên cầu, thằng nào xui chết ra làm chịu. Các bạn thấy một cái xứ nó bá đạo không? Một cái xứ nó bá đạo, không thể đổ lỗi cho thời tiết được. Nếu đổ lỗi cho thời tiết thì tôi hỏi các bạn tại sao những cái cây cầu khác nó không sập? Ngay cả những cái cầu mà xây từ hồi Pháp thuộc, ngay cả những cái rất là nhiều cầu người ta xây từ cái thời Mỹ ở miền Nam, ở miền Trung và miền Nam, người ta xây có cầu nó sập. Mà ngay cả những cái cầu Pháp người ta xây miền Bắc đó, hơn 100 năm mà nó có sập đâu, mà tại sao cái cầu nó còn trẻ 29 năm đã sập? Như vậy có hai lý do. Lý do thứ nhất là cộng sản xây đồ dỗm, vừa xây vừa ăn, vừa xây vừa tham nhũng, lấy nguyên vật liệu thì nó hết. Thứ hai nữa là những cái người xây dựng, người ta tới người ta đào 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 để người ta khai thác đất, cái người đó cũng đáng trách. Và cái người đáng trách hơn nữa là cái chính quyền ở đó cho phép họ lấy cát ngay chân cầu, đưa tiền đưa bạc người ta cho hết các bạn. Và người ta cũng biết là trước sau thì cái cầu này nó còn sập và người sẽ chết, người ta mặc sát, người ta lấy tiền, người ta đút túi cái đã. Các bạn thấy đúng là con với cộng sản, đúng là cái thứ gian ác tà đạo, ăn cái như ăn tàn bạo, ăn không nghĩ hậu quả các bạn. và tôi nói cái xứ này xứ mòi rỡ nó cũng sai, cái xứ ngoài mòi rỡ nó cũng sai đúng không các bạn? Đó là vấn đề thứ nhất tôi chia sẻ các bạn. Vấn đề thứ hai, như hồi nãy tôi nói các bạn, miền Bắc sẽ ngập chìm trong nước, và hiện nay đã có một cái hiện tượng là ngay cả dân Hà Nội là cũng đang bỏ chạy trốn rồi, không khác gì chạy giặc. Người ta sợ một ngày nào đó nước sẽ cuốn bay Hà Nội, chứ đừng nói cái chuyện mà mấy cái tỉnh thành ở trên núi mà gần Trung Quốc nó cuốn bay hết trơn. Và bây giờ nó đang bay đó các bạn, qua những cái lũ vừa rồi rất khủng khiếp, coi như là núi mà nó sụp thế này, mấy cái đồ nhỏ nó sụp thế này, trời, nó sụp thế này, người đâu mà còn các bạn, nhà đâu mà còn, nhà toàn là nhà tranh vách nữa, không nhà coi như là 4 miếng tôn lợp ở trên gọi là nhà rồi. Nhà chắc nó cũng sập và nó vùi không biết bao nhiêu người chết các bạn. Và người ta giấu đó các bạn, một cái làng người ta quét sạch không còn ai chứ, mà người ta thống kê được có mấy trăm người chết, không có ít vậy đâu, chết nhiều lắm. Trâu bò đó mà nó còn càng quét được, nó còn lắp được không gì người. Trâu bò to như vậy nó còn lắp được các bạn, qua những cái video mà dân người ta quay kìa. Chả mấy cái làng người ta quét sạch không còn ai hết trơn. Chỉ có những người nào mà đi đâu đó mới còn sót lại thôi. Mà làm sao mà thống kê có vài ba trăm người chết được. Có nó cả hàng ngàn người, hàng chục ngàn người chết nữa, người ta giấu các bạn. Kinh khủng không? Bây giờ lý do. Lý do nha. Bên Trung Quốc cũng bị bão lụt, nước từ Trung Quốc nó tràn quá. Mưa gió thì mình không nói rồi. Okay. Trung Quốc trước đó đã bị mấy cái trận bão bao tua rồi. Tưởng cái đập Tam Hiệp nó bể này kia, nó chưa bể mà mấy cái đập nhỏ nó bể rồi các bạn. Thì nước nó tràn qua bên phía Bắc Việt Nam là điều hiển nhiên. Và bây giờ cách đây mấy hôm các bạn, Trung Quốc tuyên bố sẽ xả lũ bằng những cái đập, bởi những cái đập thủy điện gần gần Việt Nam. Trung Quốc thông báo cho Việt Nam rằng là họ sẽ xả lũ. Việt Nam quýnh quán hoảng đến cái mức độ mà Bộ Ngoại giao phải lên tiếng đề nghị Trung Quốc phải ngưng xả lũ, có công điện khẩn đàng hoàng.
Thì Trung Quốc trả lời rằng không, chúng tôi buộc phải xả lũ, không thể không xả được. Nếu không xả lũ thì sẽ vỡ đập, thì hậu quả nó sẽ tàn khốc hơn đối với dân Trung Quốc và cả đối với dân Việt Nam. Tại vì nó xả lũ thì nước từ bên Trung Quốc nó tràn qua thôi. Cho nên mặc dù Việt Nam đưa lên một cái, gửi lên một cái công điện khẩn gửi thẳng của Trung Quốc, và Bộ Ngoại giao Việt Nam đứng lên yêu cầu Trung Quốc không được xả lũ, nhưng mà Trung Quốc phớt lờ, Trung Quốc phớt lờ và Trung Quốc tuyên bố sẽ xả lũ, nhưng mà sẽ xả từ từ, sẽ từ từ. Thì họ, đó là cách nói của họ các bạn. Tất nhiên là họ phải xả từ từ thôi, chẳng lẽ người ta xả liền, nguyên tắc xả lũ bây giờ xả từ từ, chẳng lẽ là xả liền vậy? Người ta phải lợi dụng cái thời điểm nào thích hợp người ta xả với một cái sự thiệt hại thấp nhất. Và bao giờ người ta không xả từ từ chứ làm sao mà người ta xả liền được. Cho nên cho dù Việt Nam có yêu cầu như thế nào đi nữa thì người ta vẫn phải xả lũ, và người ta vẫn phải lựa cái thời điểm người ta phải xả mức độ như thế nào đó một cách khoa học để mà tránh thiệt hại thấp nhất. Như vậy sắp tới đây chưa biết ngày nào Trung Quốc sẽ xả lũ các bạn. Người ta buộc phải xả lũ, không thể không xả được. Tại vì không xả là nước mưa nó càng nhiều thì cái mức độ mà cái lượng nước dự trữ trên ở phía trên nó rất quá lớn, thì không xả thì nó còn bể và phải xả. Mà đến khi nó bể nó hư cái là chết nữa. Thà xả đúng không? Xả từ từ. Thì sắp tới đây các bạn, miền Bắc Việt Nam sẽ hứng chịu những cái đợt xả lũ từ Trung Quốc rất là khủng khiếp. Rất là khủng khiếp. Cũng cầu trời, cầu Phật, cầu Chúa để cho lượng mưa nó bớt có chuyện dần đi rồi xả lũ nó đỡ hơn. Chứ còn trời mưa to như thế này nữa mà xả nữa là tiêu các bạn. Khi người ta xả lũ như vậy nữa các bạn, cho dù người ta xả từ từ đi nữa thì cái lượng nước rất là lớn từ Trung Quốc nó đổ sang Việt Nam. Và sẽ gây ra một cái hậu quả lũ lụt tàn khốc. Nó sẽ càn quét cả miền Bắc. Và ngay cả bây giờ những người Hà Nội, những người giàu có Hà Nội, người ta đã di tản hết rồi. Người ta sợ, người ta di tản hết rồi. Ở Hà Nội xa vậy người ta vẫn sợ các bạn, chứ huống hồ gì những cái tỉnh miền núi mà lân cận Trung Quốc, ta nói nó quét sạch sẽ luôn. Chỉ có những người nào ở trên đồi cao thì mới thoát. Cho nên bây giờ ở Việt Nam người ta di dân ở những cái đồi thấp thấp này lên trên đồi cao các bạn. Lên trên đồi cao thì may ra mới còn sống sót. Còn những cái đồi thấp thấp thế này nước nó xả phía dưới á, nó quét sạch luôn, còn cái đồi cao thì nước nó không lên được. Khủng khiếp không? Cho nên sắp tới những ngày đấy là miền Bắc Việt Nam sẽ hứng chịu một cái trận lũ lụt tàn khốc, nó quét cả miền Bắc. Và cái điều này nó do lý do gì? Do con người là chủ yếu, do thời tiết nó là do con người là chủ yếu. Ai bị lâm đập lâm đồ mà làm một cách phi khoa học như vậy? Ngay cả ở Việt Nam các bạn, thủy điện rất là nhiều, làm vô tội vạ như vậy mà hàng năm không biết chết bao nhiêu người. Mà cái đợt này tại vì do cái trận bão này ghê gớm quá, rồi bên Trung Quốc người ta cũng làm đập một cách vô tội vạ. Bên Trung Quốc nó xài điện nhiều lắm, nhà máy nó nhiều, nó xài nhiều lắm, nó làm vô tội vạ. Ngay nó làm luôn cái đập Tam Hiệp, bây giờ nó đang rung. Cái đợt vừa rồi là suýt bể cái đập Tam Hiệp đó các bạn, và những cái đập nhỏ bể rất là nhiều. Được chưa? Chuẩn bị chạy nha, miền Bắc chuẩn bị chạy nha. Hà Nội, dân Hà Nội là nhà giàu chạy hết rồi đó. Bây giờ những biết nhà nghèo chạy đâu, tôi không biết chạy đâu nữa. Bây giờ nhà cửa không còn, phải chạy đại mà vậy đó. nó xả lũ một phát nữa là bơi không kịp đâu. Thôi nói vậy chứ cũng tội dân thiệt. Bây giờ thời tiết như vậy, bây giờ người ta đã làm những cái đập như vậy, người ta đã như là hủy hoại môi trường như vậy rồi, thì bây giờ phải chịu thôi. Bụng làm thì dạ chịu thôi, bây giờ biết sao giờ. Có làm có chơi thì có chịu. Tôi cũng cầu mong trời đừng có mưa nữa, đừng có bão nữa cho dân miền Bắc. Chứ còn tôi không thể cầu mong Trung Quốc nó ngừng xả lũ, nó không có nghe được đâu các bạn. Nó phải xả lũ, nó biết là thiệt hại cho người dân Trung Quốc, thiệt hại cho người dân Việt Nam và có thể gây ra chết người. Nhưng mà cái mức độ mà thiệt hại nó sẽ giảm đi nếu trường hợp so với cái chuyện nó không xả lũ nó càng chết nữa, nó bể đập cái là chết luôn. Thôi thành thật chia buồn nha, và tôi mong ông trời đừng có mưa nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, rất cảm ơn. Và Phiêu Đồng cũng rất là cảm ơn khán giả đã ủng hộ Phiêu Đồng trong thời gian vừa qua bằng cách mua hàng ở hanashop.me. Rất là cảm ơn. Và đặc biệt Phiêu Đồng rất là cảm ơn những khán giả mua thử
mua thử xong rồi, bây giờ lại mua thiệt, mua rất nhiều ở Hana Shop Đọc Mì, rất là cảm ơn. Và Phiêu Đồng cũng rất là mong những khán giả nào chưa ủng hộ Phiêu Đồng thì ngay bây giờ ủng hộ đi các bạn. Ủng hộ đi, ủng hộ đây là không phải cho tiền tôi, bây giờ các bạn cho tôi 1 triệu tôi cũng nhận, cho tôi 1 triệu tôi cũng nhận, tôi nói thiệt cái cho thử cái đấy tôi cũng nhận, tôi trả lại liền. Nhưng mà các bạn chỉ cần mua thử cho Phiêu Đồng 3 gói đông trùng hạ thảo thôi, chỉ có 95 đô, Phiêu Đồng rất cảm ơn. Hoặc là mua 1 hộp sâm thôi, chỉ có 75 đô la đối với hồng sâm, hoặc là 80 đô la đối với hắc sâm, Phiêu Đồng rất vui. Chứ bây giờ các bạn cho tiền không, tôi không vui, tôi không nhận nữa. Cảm ơn nhiều nha. Như vậy là các bạn hỗ trợ Phiêu Đồng bằng cách đặt hàng mua sản phẩm sức khỏe của đại hãng tại hanashop.me. Các bạn có thể mua online hoặc là các bạn có thể gọi điện thoại như trên màn hình 778-536-1897. Các bạn gọi như vậy là tới Hanashop, tức là bà chủ của tôi bà chủ của tôi để các bạn đặt hàng và bà chủ tôi làm đơn hàng cho các bạn. Còn nhiệm vụ của Phiêu Đồng là đi giới thiệu khán giả để được bà chủ núi 1 ngày 3 bữa cơm, 3 chai nước, vậy là đủ rồi. Hơn Sư Thích Minh Tuệ, Sư Thích Minh Tuệ chỉ có ngày bữa thôi, 1 chai nước thôi, tôi 3 bữa cơm, 3 chai nước. Vậy là tôi đủ sức tôi làm video, tôi làm live stream, tôi chia sẻ với các bạn. Cảm ơn nhiều nha, rất cảm ơn các bạn. Thank you, bye bye.